Rồi sao góc xa không đá mà chuyền cái banh vậy? Đá kèm phước đá vô đâu. Gốm. Thôi anh đá cái vô trúng sàn ngang gốm chứ anh chiền mà cuối cùng mới thành rồi một cú sút đi. Hôm qua anh cách gửi cho anh nhé. Còn thấy siêu phẩm của anh Binh chưa? Ồ. Sự phẩm mà hôm nó phối hợp dưới đây là nó quang hy nó đếm cái ốc vô góc cao á. Kêu hôm kêu tấu về nó gửi cho coi. Thì lượm bánh đó kia con. Gấp đi. Gấp đi. Rồi banh để lụm banh đó. Lớn hơn quen. Có. Biết được.
Uống. Uống ông giữa cho cất đủ chuyện. Em mưa gà nó chưa chữ luôn Phước. Gà bữa bị tập kinh đâu, về nhà tập kinh này hết chữ đâu. Nè biết ai? Mượn gà nó ham ngàn cảnh ghê lắm. Đạn ở kia, đạn nước kia. Ông này chết rồi. Là làm hướng viên hay Phước? Chết rồi. Trời ơi. Ai bê chứ? Trời ơi. Đúng từng gian rồi chú sao? Ai bị gì đi đi? Ai bị đâu vậy? Thường sỏi hay quén nào? Sỏi tập sỏi đủ đắt. Anh đã nhanh đi. Ý cái đấy á, thằng Quân mà bận một đùi là đã vô đâu. Giờ này chịu uống ba xị hôm nay. Chịu uống ba xị hôm nay. Để sao anh Phước kêu con ngáo rượu. Có không Phước? Con biết nghe bán gì không? Nghe bài Dìm méo đặc hồng nha. Cái gian nó truyền cho ông Phạm, Phạm chuyện ngược lên cho nó á. Dẹp tiền. Tiền giờ nó lên hết rồi chú sao? Con đá con không đến dạo mà con. Vì tiếc nó phải lành chứ. Tiền mà cho nó. Nó ngu cái chỉ á, mà biết ngừa á. Chưa, từ từ đó chỉ, chưa chỉ mà. Tao chưa được biết chiếc mà rồi thành lùng. Nhà mà ngủ. Thành lùng giấc. Thành lùng mà bữa giờ chỉ sơ sơ mấy lần không nghe ha. Chú sao nhưng mà thành lùng nó đá nên thì chỉ chạy đi nó. Nó giữ bán một lâu. Khi giữ bán một lâu người ta áp vô sẽ chuyền bị sai như thằng đã quét ra. Thế nhưng giò nó chuyền một là nó lao thẳng, hai nó chuyền liền làm sao mà không sao mà sai. Hồi nãy con lao lên nó chuyền liền luôn. Nên mười gà cũng vậy chứ, mười gà nó chặn nó chuyền liền thế. Không, tôi là có thằng thằng nó bà cổ. Thế đâu? Em đồ gốm đó. Ồ. Thành em của gà thành giò sao vậy? Em kêu ra đi, em uống nước em uống mới đỡ. Ai vậy? Phước đang hiệp rồi muốn gì nữa hiếp Phước. Kìa kìa muốn đá hả con? Mong muốn đá hả? Kìa giờ nó đá xong kìa đây sợ không có người đá đâu á. Còn mấy thằng hoài.